Xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong video lần này. Mình đang ở một quán cà phê ở Nha Trang. Mình đang ở quảng trường Nha Trang vào một buổi chiều nhé các bạn. Mình đang tham dự vào sự kiện âm nhạc Heineken Cyber Music nhé các bạn, do Heineken tổ chức. Sự kiện âm nhạc rất là vui, rất là đông và âm nhạc thì rất là tuyệt vời, nhạc EDM nhé các bạn. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, không khí rất là vui và nhộn nhịp, đông đúc. Mình đang đứng ở khu vực fan zone của sự kiện âm nhạc Heineken Cyber nhé các bạn. Đây là khu vực gần sân khấu nhất, chúng ta có thể nghe âm nhạc và xem các ca sĩ trình diễn. Thank you.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay cùng với MC Turex và DJ Ho Pro. Ok và yeah, chúng ta sẽ đến tới năng lượng của tất cả mọi người nữa đó các bạn. Everybody say yeah! Yeah, yeah, and now we got now our drums on the beat and two rings on the mic. And everybody welcome to Handicap Wilson Party tonight. Một không khí âm nhạc rất là tuyệt vời các bạn ơi. Âm nhạc rất là hay. Nhạc EDM rất là tuyệt vời. Không khí rất là đông vui và náo nhiệt. Mọi người đến tham dự âm nhạc này rất là đủ thành phần nhé các bạn. Từ học sinh cho tới mọi người lớn tuổi cũng đi nữa nhé các bạn.
Thank you.
Đang đi trên xích lô các bạn ơi, mình đón xích lô để về Nha Trang Center lấy xe các bạn ơi.